Xin chào tất cả các bạn nhé. Mình xin tự giới thiệu, mình là Nghị, hiện mình đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Hôm nay mình lên đây mình chia sẻ với các bạn về cái chủ đề xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Có rất là nhiều người thì bây giờ vẫn còn mơ hồ nên là không biết phải làm thế nào để đi xuất khẩu lao động. Và khi mà đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc này thì mình phải cần những điều kiện gì? Làm sao để đi xuất khẩu lao động được đây? Thì hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về vấn đề này. Thứ nhất, điều kiện những người có thể tham gia cái chương trình xuất khẩu lao động này là nam nữ có độ tuổi từ 18 cho đến 39 tuổi, có sức khỏe tốt, không có tiền án tiền sự, không mắc bệnh truyền nhiễm như là viêm gan B hay là nhiễm HIV và không thuộc cái đối tượng mà bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc, là tất cả đều có thể tham gia nhé các bạn nhé. Cái thứ hai là để mà theo mình được biết ấy, thì để tham gia chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc này thì nó có hai hình thức chính. Cái hình thức thứ nhất là đi theo cái con đường hợp pháp, thì nó có bao gồm có đi du học Hàn Quốc này, thứ hai là đi theo dạng visa E9, còn đây visa lao động đấy, gọi là đi theo chương trình của Bộ Lao động Thương binh Xã hội đấy, mà cái này là phải thi cái chứng chỉ EPS đấy, phải tham gia kỳ thi tiếng Hàn đấy. Cái thứ ba nữa là các bạn đi theo diện visa kỹ sư E7. Cái hình thức thứ tư là các bạn đi theo dạng thăm thân, tức là mình có người thân, người nhà bên này thì mình sang mình thăm thân, bảo lãnh thăm thân đấy. Hình thức tiếp theo là hình thức kết hôn. Mà đàn ông Hàn Quốc thì đã có nhu cầu kết hôn với lại con gái Việt Nam. Tuy nhiên thì con gái Hàn Quốc thì lại không có nhu cầu kết hôn với đàn ông Việt Nam. Thế nên là cái này nó không áp dụng cho các bạn nam nhé. Cái hình thức thứ hai là cái hình thức không chính thống, tức là các bạn đi theo cái hình visa gọi là du lịch, sau đó là các bạn trốn ra ngoài và đi theo visa thương mại thì cũng sang bên này rồi cũng ở lại luôn. Tuy nhiên với cái hình thức này thì nó có một cái nhược điểm, mới là thời gian lưu trú ngắn và tính pháp lý thì không rõ ràng, nên là rủi ro cao. Nên là trước khi tham gia cái chương trình này thì các bạn cũng nên cân nhắc về cái hình thức này nhé. Hình thức này thì mình không khuyến khích, nhưng mà tùy các bạn thôi nhé. Mình sẽ nói kỹ hơn về cái chương trình đi xuất khẩu lao động theo hướng hợp pháp thì có hai hình thức tối ưu hơn cả, đó là đi du học Hàn Quốc. Đối với các bạn trẻ thì ngay sau khi học xong các bạn đi du học là nếu mà các bạn không thi đại học, các bạn đi du học sang bên này là hợp lý nhất. Cái hình thức thứ hai là đi theo visa E9, tức là đi theo chương trình của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Cái hình thức này thì rất chi là tuyệt vời các bạn. Mình cũng đã đi theo hình thức này. Tuy nhiên nó lại có một cái điều ở cái hình thức này là các bạn phải học tiếng Hàn và tham gia kỳ thi tiếng Hàn do Trung tâm Lao động Ngoài nước tổ chức, và các bạn phải vượt qua được kỳ thi này thì những bước tiếp theo thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Việc của các bạn ngay bây giờ là chúng ta phải học tiếng Hàn thật là chăm chỉ và tham gia kỳ thi sắp tới. Các bạn mà vượt qua được kỳ thi tiếng Hàn do Trung tâm Lao động Ngoài nước tổ chức ấy thì là những bước tiếp theo rất là đơn giản các bạn. Có hướng dẫn cụ thể trên trang của Bộ Lao động hết, nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Việc của chúng ta là học tiếng Hàn cho thật tốt để tham dự kỳ thi cho nó đạt kết quả cao nhất. Mình xin nói về cái ưu tú của cái chương trình đi xuất khẩu lao động theo chương trình EPS này là nó đây là một chương trình phi lợi nhuận của chính phủ hai bên, nên là nó đi với chi phí thấp nhất, thời gian là lưu trú là dài nhất, là tận 4 năm 10 tháng cơ. Đấy. Trong khi đó là các bạn khi mà lệ phí xuất cảnh rất là rẻ, chỉ có khoảng 630 đô tiền lệ phí làm hồ sơ mới lại vé máy bay thôi, và 450 đô tiền bảo hiểm hồi hương và 50 đô tiền bảo hiểm rủi ro. Tổng chi phí của cái hình thức này nó chỉ khoảng hơn 1.000 đô thôi, rất là rẻ phải không các bạn? Trong khi đó là chúng ta lại được sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc tận những 4 năm 10 tháng, và trong quá trình sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc này thì các bạn có thể chuyển đổi sang visa từ visa E9 sang visa E7, visa F2, visa F5.
Đấy, đây là một cái điều rất là thuận lợi với người lao động của chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ khi mà mới học xong. Nếu mà các bạn không thi vào đại học hoặc là cánh cửa đại học nó không dang rộng đón chúng ta thì chúng ta còn một lựa chọn khác rất là tốt, ví dụ như đi du học Hàn Quốc chẳng hạn, hoặc là đi xuất khẩu lao động theo chương trình EPS này. Đây thật sự là chương trình rất là tối ưu. Mình phải cảm ơn chính phủ Việt Nam cũng như là chính phủ Hàn Quốc đã tạo ra cái chương trình này để cho những người lao động phổ thông như chúng ta đây tiếp cận được với môi trường lao động cao hơn với mức thu nhập tốt hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam mức lao động phổ thông như chúng mình đi làm ấy thì chỉ khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng ấy. Sang Hàn Quốc này thì mức lương của lao động phổ thông được cao hơn rất là nhiều các bạn. Hiện nay là mức lương cơ bản của Hàn Quốc áp dụng cho người lao động ấy là 1 triệu 900 ngàn won một tháng. Nếu mà tính ra tiền Việt là tương đương với khoảng 38 triệu tiền Việt. Chưa kể làm thêm nhé các bạn nhé. Nếu mà các bạn làm thêm giờ thứ bảy chủ nhật rồi làm tăng ca nữa, có thể lên đến 5, 60 triệu, thậm chí 80 triệu cũng có. Đây là một mức lương cực kỳ hấp dẫn. Mình cũng đã đi theo hình thức này và hiện nay mình cũng đang là visa E9 này. Tuy nhiên thì mình đã quay trở lại Hàn Quốc lần thứ hai rồi. Khi mà tham gia cái chương trình đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình EPS này thì các bạn được đảm bảo về tính pháp lý rõ ràng này, đảm bảo quyền lợi từ khi đặt chân đến Hàn Quốc cho đến khi hết hợp đồng về nước. Cái số tiền mà chúng ta ký quỹ cũng như là cái tiền bảo hiểm hồi hương ấy, sau khi chúng ta hoàn thành hợp đồng chúng ta về thì là ngân hàng nhà nước thì sẽ, Bộ Lao động Thương binh Xã hội là sẽ trả lại cho chúng ta, nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm nhé. Và để tham gia cái chương trình EPS này thì các bạn, cái điều tiên quyết là các bạn phải học tiếng Hàn cho thật giỏi, thật tốt, thật chăm chỉ. Thì mình khuyên các bạn là nên đi tìm đến các cái trung tâm chuyên về đào tạo xuất khẩu lao động, thì họ có giáo trình, giáo án, học nó chuyên sâu hơn, học nó sát với đề thi hơn, nên là khi là ta đi thi thì nó sẽ tâm lý vững vàng hơn, ta học như nào thì ta thi như vậy thì là kết quả nó sẽ tốt hơn, đúng không nhỉ? Và với một khóa học tiếng Hàn bây giờ thì nó dao động khoảng từ 7 đến 8 triệu một khóa học trong vòng 3 đến 4 tháng thôi, không nhiều, không nhiều đúng không nhỉ? Chúng ta trong khả năng, thay vì chúng ta bỏ ra một số tiền lên đến hơn 10.000 đô, 200-300 triệu ta đi theo cái con đường là du lịch hay là thương mại, tính rủi ro nó cao, thì ta chỉ cần bỏ ra khoảng 8 đến 10 triệu ta đi học một khóa tiếng Hàn thôi. Thì rồi ta tham gia kỳ thi đỗ đạt, sau khi đỗ xong thì chúng ta làm hồ sơ dự tuyển. Khi mà làm hồ sơ dự tuyển gửi sang bên này thì các bạn sẽ được doanh nghiệp Hàn Quốc chủ sử dụng lựa chọn là ký hợp đồng với các bạn. Sau đó là các bạn sẽ làm các bước còn lại, ví dụ như là ký quỹ ở ngân hàng chính sách xã hội này. Sau đó là các bạn tham gia một khóa bồi dưỡng kiến thức trước khi xuất cảnh. Và việc tiếp theo là các bạn xuất cảnh sang Hàn Quốc này thực hiện hợp đồng. Và sau khi hết hợp đồng thì các bạn sẽ hoàn thành hợp đồng, các bạn sẽ quay trở về Việt Nam. Các bạn khi mà các bạn hết hợp đồng các bạn quay trở về Việt Nam, nếu mà theo diện lao động trung thành thì các bạn có thể quay trở lại Hàn Quốc này một lần nữa. Đấy là cái điều rất là hay của cái chương trình này là như vậy. Như mình đây, mình cũng đã quay trở lại Hàn Quốc được một lần nữa đây. Thì chia sẻ với các bạn như vậy. Còn cũng có rất là nhiều người còn tin tưởng vào các cái hình thức gọi là hình thức đi theo visa du lịch thương mại. Đây là cái hình thức mà mang cái tính rủi ro rất là cao. Pháp lý thì không rõ ràng. Các bạn nộp tiền vào thì dễ đấy, nhưng mà khi mà có vấn đề gì các bạn không xuất cảnh được ấy, các bạn đòi lại được tiền rất chi là khó. Và đã có rất nhiều bạn nói về vấn đề này rồi, gần như là chúng ta mất trắng cái số tiền đấy. Thế nên là các bạn hãy cân nhắc trước khi tham gia chương trình này nhé, chương trình đi theo du học sinh Hàn Quốc. Thì mức phí cũng khá là cao, nó rơi vào khoảng hơn 10.000 đô. Còn đi theo chương trình EPS là chương trình chi phí thấp nhất và thời gian lưu trú lâu nhất. Đây là chương trình
rất là phù hợp với những gia đình khó khăn, điều kiện kinh tế là eo hẹp, cũng như là những bạn mà cũng muốn sang bên này làm để vượt lên khó khăn, thì đây là một lựa chọn rất là tốt các bạn. Mình cũng đã đi theo chương trình này. Các bạn có thấy chiếc áo này không? Để có được chiếc áo này thì mình đã phải rất là vất vả, tốn rất nhiều thời gian, từ đi học này, đi thi này, rồi chờ đợi, mình phải chờ đợi rất lâu thì mới được chủ sử dụng Hàn Quốc, người ta lựa chọn, người ta ký hợp đồng, và khi mình chuẩn bị xuất cảnh mình mới được mặc trên mình chiếc áo này. Và tuy rằng mình đã ở Hàn Quốc được 8 năm nhưng mà mình vẫn giữ nó vẫn ở trong tủ, nó ở một vị trí khá là trang trọng, bởi vì mình luôn luôn nhớ về cái xuất phát điểm của mình là mình đã phải khó khăn như nào thì mới có được nó, nên là mình phải trân trọng nó các bạn nhé. Các bạn cũng vậy, bây giờ các bạn hãy chăm chỉ học tiếng Hàn đi, tham gia kỳ thi cho tốt đi, rồi các bạn cũng sẽ được mặc chiếc áo như mình đây, đúng không nhỉ? Đây, mình chia sẻ với các bạn một chút về cái chương trình xuất khẩu lao động như vậy để các bạn nắm được thông tin, để các bạn định hướng rõ ràng cho mình về cái chương trình mình học hành ra làm sao, đi như nào cho nó hợp lý, nó đỡ mất nhiều tiền này, rồi là nó đảm bảo an toàn, minh bạch, rõ ràng và lâu dài nhé các bạn nhé. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Chúc cho các bạn học thật tốt và có một kỳ thi thành công để sớm ngày thực hiện ước mơ các bạn. Hãy biến ước mơ thành sự thật, và mà muốn nó thành sự thật thì các bạn phải cố gắng thôi. Không ai làm thay việc này cho các bạn được cả. Không ai có quyền tác động cho các bạn đi nhanh đi chậm hay là làm bài hộ các bạn đâu, mà các bạn phải tự cố gắng, tự thân vận động đấy nhé. Đây là chia sẻ rất là thật lòng bằng cái kinh nghiệm của mình đã từng trải qua. Và mình đã sống bên này 8 năm rồi, có rất nhiều thứ mình đã trải qua và mình nghĩ là nó sẽ có ích cho các bạn, nên là mình sẽ chia sẻ với các bạn dần dần. Hôm nay thì mình chỉ xin chia sẻ đến đây thôi. Thì hẹn các bạn ở các video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ những gì cần thiết khi mà chúng ta sang Hàn Quốc để lao động, những bước cần thiết nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Một lần nữa chúc các bạn học thật tốt và thi thật tốt. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết cái thông tin này nhé. Xin chào các bạn.